mồm cha ăn hết bát cơm này cho cô Trinh nào. Ngoan cô Trinh thương, cô Trinh yêu, hư cô Trinh nuốt chửng nhé. Ăn đi, nuốt hết bát cơm đi, đừng để cô Trinh cáu. Ăn chưa? Nuốt chặt chưa? Ngoan cô Trinh yêu, cô Trinh thương, hư cô Trinh nuốt chửng. Nuốt đi. Há mồm ra, bật nhạc này đi cho cô Trinh nhé. Mình bật nhạc Tết nhé. Chứ bật nhạc vừa rồi là các con bị ảnh hưởng tâm lý, các con lo sợ nhé. Các con thân mến ơi, lần trước cô Trinh dọa các con là cô Trinh sai nhé. Cô Trinh hư. Ngày hôm nay cô Trinh chuộc lỗi với các con nhé. Cô Trinh cho các con chơi một trò chơi. Cô Trinh hỏi, các con trả lời cô Trinh nhé. Đứa nào thắng thì được ăn một miếng nhé. Trò chơi bắt đầu con nhé. Các con nghe cô hỏi này. Đây là con gì? Đây là con. Đúng rồi, con khỉ. Mẹ đút cho cô Trinh một miếng cho con ăn nhé. Giỏi quá con ạ. Đứa bé này quá thông minh nhé. Rồi cô hỏi tiếp nào. Cho cô Trinh hỏi, đây là con gì nào? Đây là con. Trả lời đi con, đây là con voi. Chính xác là con voi rồi con nhé. Giỏi quá, đứa bé này quá thông minh luôn. Đút hộ cho cô Trinh một miếng nhé. Yêu ơi, giỏi quá con ạ. Con mà là con gái là con phải làm công chúa. Còn con mà là đàn ông là con phải là siêu nhân đấy. Ngoan quá, ngoan cô Trinh yêu, cô Trinh thương, hư cô Trinh chọc nét nhé. Cô Trinh cùn nét thì cười hi hi nhé. Rồi tiếp này, các con nhìn đây cho cô, đây là con sư gì? Nói to lên, đây là con sư tử, đúng rồi, con sư tử. Mẹ lại đút cho cô Trinh một miếng cho con nhé. Giỏi quá, cứ thằng bé này. Yêu ơi, cả nhà nổ một tràng pháo tay hoan hô cho bé nào, ăn ngoan quá nào. Các con ngoan, cô Trinh yêu, cô Trinh thương, hư cô Trinh cùn nét nhé. Yêu các con nhé. Cô Trinh hỏi các con một con cuối nữa nhé. Đứa nào mà thắng ở vòng cuối này nhé là được ăn hết nguyên một bát cơm luôn. Đây là con gì? Con tê gì? Con tê giác, chính xác là như thế. Phần thưởng của con là ăn hết một bát cơm. Cô Trinh thua, cô Trinh không được ăn gì cả. Ngoan cô Trinh yêu, cô Trinh thương, hư cô Trinh cùn nét nhé. Ăn hết bát cơm đi nào con nhé. Cô Trinh biết sai rồi, đừng mắng cô Trinh nhé. Đây là ảnh của em ấy trên mạng. Và hôm nay được gặp em ấy ngoài đời. Anh ơi em đến rồi, em vào nhá. Ừ, em vào đi em yêu ơi. Ôi trời ơi. Sao đây, em phá nhà phá cửa anh thế? Hôm nay trông Trinh lạ lạ nhỉ. Ta vừa đến mà đã chống đẩy ở sàn này. Chống đẩy cho nó. Hất văng cái cục tức ra khỏi người. Mà hôm nay ai trang điểm cho em mà trông nhìn mặt em sợ thế. Chợ. Chợ gì chợ. Trinh đang giận cái gì à? Đại anh đi. Anh làm gì? Đại anh nhá. Anh up nick của Trinh lên mạng nhá. Trong rồi mọi người bảo là môi Trinh nhợt nhạt quá. Bây giờ Trinh make up nên mọi người đã điếu đổ chưa? Thôi có gì em nói anh nghe nào. Bây giờ em sợ cái gì? Em giận đi. Em giận cái gì? Em sợ cái gì? Trinh là một người chúa ghét. Chúa ghét cái chữ nổi tiếng luôn. Mà anh up cái nick Trinh lên mạng đi. Con gái nhìn Trinh nhá, ghen tị mấy Trinh. Còn đàn ông thì cứ nhắn tin gọi điện mệt lắm ý, khổ lắm ý. Không Trinh đẹp thì làm sao hiểu được tâm lý của người đẹp Trinh. Ôi dồi, thôi được rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi Trinh nhá. Anh xin lỗi. Xin lỗi lời nói chó bay, em không thích cái lời nói chó bay, em thích quả hiện vật cơ. Thế em muốn cái gì? Em
sự va chạm. Âm thanh của sự va chạm là âm thanh như nào? Là âm thanh mà. Để em mô phỏng cho nhé. Thôi thôi thôi. Mệt quá. Anh mệt em lắm rồi đấy. Thôi, coi như Trinh vẫn giận anh đi. Trinh đi sang Hàn Quốc đấy. Đang yên đang lành thì nhiên sang Hàn làm gì đấy? Trinh đi sang Hàn Quốc, Trinh làm idol đây. Bởi vì sáng nay ra đầu ngõ có một bé fan ở trong trường nhắc xe fan cờ nắp tuần Trinh. Nhà bé bảo là nhìn Trinh giống như thành viên thứ 5 của Blackpink. Anh biết nhóm Blackpink không? Nhóm hồng đen đen hồng đa 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 đa. Em đi thật đấy à? Đi thật. Đi thật luôn. Đi thật. Em đi sang năm hôm thôi, chúng em quanh trở lại nhé. Chờ em tí nha. 5 ngày thôi nha. Xem phần sau nhiều điều bất ngờ lắm nha. Bên Hàn Quốc nha. Chào Trinh nhá. Không dám. Không dám dám. Chào anh. Đừng giận anh nữa nhá. Không giận nữa đâu. Em chào anh nhé. Đây là ảnh của em ấy trên mạng. Và hôm nay được gặp em ấy ngoài đời. Iman Ochanwon. Anh nhìn nhau chưa? Trinh! Iman Ochanwon. Tại sao em lại ở đây? Tại sao em bảo với anh là em bỏ nghề rồi mà em sang đây vẫn tiếp tục làm là như nào? Em làm đâu mà làm. Anh nói có trách mách có chứng. Làm là làm gì? Anh vừa nghe thấy rất mồm xong là em bảo 25.000 won một lượt xong. 25.000 won một lượt gì? Đi đâu? Em bán cái gì? Bán đồ ăn hay đồ uống? Em bán nhan sắc đi. Nhưng vấn đề là em không có nhan sắc, em bán đi ai mua? Thì đây mua luôn nè, bán từ hôm qua đến hôm nay 4 năm suốt đi. Nhưng vấn đề là lúc mà anh nói là anh yêu em thì em hứa với anh rằng là em sẽ bỏ nó. Và anh hỏi em là thế bây giờ mình lên phòng khai phá nhau, em bảo là em vẫn còn. Mà từ nay đến giờ em bảo là ngày hôm qua đến hôm nay đi 4 năm lượt là như thế nào? Thế cái ấy của em nó tự mọc lại à? 4 năm lượt có lượt nào người ta phải chặt đâu. Khổ thế chứ nị. 4 năm lần thì cứ đến là nhìn là người là chối tỉ là đuổi rồi. Thế người ta đuổi về thì mình đã đi để làm gì nào, khổ quá. Chứ ta bảo đam mê chứ mà này anh chắc khổ. Em quá mình rồi. Anh tha cho em đi, bao giờ về Việt Nam mình yêu nhau gì. Thôi bây giờ anh không tha em này, em giận anh ấy. Em làm cái gì mà em giận anh nào? Anh nuông chiều em đủ chứ, em không sinh nhưng mà anh vẫn coi như là em sinh. Em cụt cái pa của em xuống, em đừng có mà lừa mà anh. Ok tôi xấu, tôi đồng ý là tôi không đẹp. Thế thì theo anh, thế nào mới gọi là đẹp? Ngày hôm nay anh nói với tôi những người này là cạn tình cạn nghĩa, cạn giống cạn đòi rồi. Tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, rời khỏi anh. Cha đang hề vô bất số trời không cho ta bên nhau nào. Trinh, Trinh ơi, Trinh. Clip đến đây là hết rồi.